Dùng tắt chấm đỏ thông báo gây mất tập trung, Facebook đang thực hiện một thay đổi trên ứng dụng của mình để giảm bớt khó chịu và mất tập trung cho người dùng. Theo đó, mạng xã hội lớn nhất hành tinh sắp tới sẽ cho phép người dùng tắt các chấm đỏ thông báo có tin nhắn, lời mời kết bạn hoặc thông tin mới trên Newsfeed. Việc ẩn dấu chấm đỏ thông báo đi khá dễ thực hiện, người dùng chỉ việc nhấn giữ biểu tượng trên thanh sóc cắt, một danh sách sẽ bật lên cho lựa chọn xóa biểu tượng đó khỏi thành hoặc tắt các chấm đỏ thu hút sự chú ý có thể gây mất tập trung. Theo The Facebook đã xác nhận với TechCrunch rằng tính năng này đã được triển khai cho hầu hết người dùng iOS, còn người dùng Android sẽ nhận được nó trong vài tuần tới.